Đây là một tình huống thứ ba tiếp theo. Khách hàng dắt chiếc xe P6 đến với tình trạng là không nổ được máy và khách hàng có nói đây là xe bị tai nạn và ECU đã bị hỏng. Và chúng tôi sẽ kiểm tra là không nổ được máy, cũng không mở được ổ khóa với chìa khóa cũ. Không mở được ổ khóa. Và khách hàng yêu cầu chúng tôi là thay một bộ ECU cùng một chìa khóa mới. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một bộ ECU mới và chìa khóa mới. Bây giờ tôi tháo ECU cũ ra, lắp ECU mới vào. Tiếp theo chúng tôi sử dụng chìa khóa mới để nổ máy. Chìa khóa đã mở được ổ khóa, nhưng tôi thấy có tín hiệu đèn smart key nhấp nháy và còi báo kêu. Đây là tín hiệu thông báo ECU và ECM chưa được đồng bộ với nhau. Và với tình huống này thì chúng tôi sẽ sử dụng công cụ EasyKey để đồng bộ ECU mới và ECM. Trong một số tình huống, khách hàng khi thay thế ECM đã qua sử dụng thì cái việc đồng bộ giữa ECU và ECM chúng ta cũng phải thao tác giống như trường hợp này. Và chúng ta cũng sử dụng EasyKey để thao tác. Trên màn hình chính, chúng ta chọn lập trình khóa điện tử, chọn Honda Smart Key, chọn P6 Hybrid. Chọn lập trình không có xe. Chúng ta cũng sử dụng cáp nối EK07 SP02 để cắm nối EasyKey với ECU mới. Tiếp theo, chúng ta chọn chức năng đồng bộ ECU và ECM. Chức năng này sử dụng khi thay thế ECU hoặc ECM cũ đã qua sử dụng. Ok. Yêu cầu chuẩn bị FOB đang sử dụng cộng ECM ID. Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái chìa khóa đi theo ECU mới và cần phải có ECM ID của ECM cũ trên xe. Và bạn đã có ECM ID chưa? Nếu có thì bấm OK, chưa có thì bấm Escape. Và khi khách hàng mang xe đến thì có đưa cho chúng tôi một cái thẻ nhựa gốc có dấu sao. Và đây chính là ECM ID. Nếu trong trường hợp mà chúng ta không có thẻ nhựa thì chúng ta bắt buộc phải đọc cái ECM ID trong cái ECU cũ bị hỏng. Bây giờ chúng ta sẽ chọn OK. Dùng các phím sang trái, sang phải, lên xuống để nhập số. Cái thao tác nhập số này thì cũng giống như với nhập số và chúng tôi hướng dẫn ở cái video trước đó. Chúng ta nhập số 1,
chúng ta dùng cái phím lên xuống trái phải để chúng ta nhập số 1, 6. Tám. Chín. Hai. Một. Tám. Bốn. Sau khi nhập xong, chúng ta bấm phím OK. Yêu cầu FOB đang sử dụng on LED đỏ chuyển sang xanh. OK. Easy Key đang làm việc, vui lòng đợi. Yêu cầu FOB đang sử dụng off LED xanh chuyển sang đỏ. OK. Yêu cầu lần 1 ấn nút hình khóa trên FOB 2 lần. 1 2. OK. Yêu cầu lần 2 ấn nút hình khóa trên FOB 2 lần. Bấm phím OK. Yêu cầu lần 3 ấn nút hình khóa trên FOB 2 lần. Bấm phím OK. Yêu cầu ấn nút hình khóa trên FOB 1 giây 1 lần đến khi có thông báo mới. Thông báo nhập eSIM-ID thành công. Như vậy, việc nhập eSIM-ID đã xong. Chúng ta có thể thử kiểm tra SU với eSIM trên xe. Cause you can't stop it from shining through.